dân mạng bức xúc nhắc nhở người hàng bánh mì từng được cựu tổng thống Obama yêu thích. Nhiều cộng đồng mạng đã bức xúc nhắc nhở người Hàn Quốc về việc vài mẫu bánh mì từng được rất nhiều người nổi tiếng yêu thích, trong đó cựu tổng thống Obama. Những ngày qua, mạng xã hội đang xôn xao vụ việc 20 du khách từ Daegu, Hàn Quốc từ chối cách ly ở Đà Nẵng đã có những lời chê bai bánh mì của Việt Nam. Đỉnh điểm của cuộc tranh cãi khi truyền thông ETN News của Hàn Quốc đã đưa tin và cho rằng công dân họ bị đối xử tệ bạc trong quá trình cách ly tại Việt Nam. Hình ảnh bánh mì được nhà đài ETN News đưa tin và cho rằng Việt Nam đã đối xử tệ với công dân của họ. Một người trong số 20 hành khách đến Đà Nẵng đã nói với đài trên rằng mình không có bất kỳ triệu chứng nào của việc nhiễm bệnh, mà vẫn bị giam giữ tại khu vực cách ly có cơ sở vật chất nghèo nàn, có ổ khóa với một phòng chật hẹp chứa 2 đến 3 người. Thậm chí người này còn không được cung cấp bữa ăn đầy đủ, và chỉ cho vài mẫu bánh mì vào buổi sáng. Ngay sau đó, một cuộc làn sóng tranh cãi giữa cộng đồng mạng Việt Nam và Hàn Quốc. Trước những lời nói vài mẫu bánh mì của người Hàn Quốc, cư dân mạng Việt Nam đã lên tiếng cho rằng chiếc bánh mì chính là món ăn đường phố quen thuộc vào mỗi buổi sáng của người Việt Nam, thậm chí còn là món ăn nổi tiếng trên thế giới. Nhiều cư dân mạng bất bình vì những lời nói về Việt Nam. Trước đó, khi tham gia Hoa hậu Hoàng vũ Thế giới, Hoa hậu Hohenie đã mang đến một chiếc váy bánh mì trong trang phục dân tộc để giới thiệu đến bạn bè quốc tế. Thậm chí nhiều thương hiệu bánh mì của Việt Nam cũng đã được đưa ra thế giới và trở thành một trong những món ăn đường phố ngon trên thế giới trong nhiều năm liền. Bánh mì Việt Nam nhiều năm liền là món ăn đường phố ngon được thế giới công nhận. Ngoài ra, một số lãnh đạo cấp cao của thế giới cũng từng đến và thưởng thức món bánh mì của Việt Nam như cựu Tổng thống Mỹ Obama, cựu Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull. Cựu Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull cũng từng cùng đầu bếp gốc Việt Luke Nguyên đi ăn sáng ở một tủ bánh mì vỉa hè tại Đà Nẵng,